Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui khi được gặp lại mọi người trên kênh Đất Đỏ TV của em. Hôm nay là em giới thiệu với mọi người một cái đặc sản ở quê hương em nè mọi người. Hiện tại thì đang vào mùa bơ và ở quê em thì có rất là nhiều loại bơ và rất là ngon luôn đó, mọi người. Mọi người nè, bơ nhìn mọi người thấy không? Sai, rất là sai quả luôn. Đây. Bơ ở quê em thì có rất là nhiều loại bơ. Như bơ bút nè, bơ sáp nè. Bơ 034. Còn đây là ngày hôm nay em xin giới thiệu với mọi người, đây là cái bơ 035 nha em nha. Đó. Rất là sai luôn nha mọi người. Bơ nhà em là chuẩn bơ sạch luôn á mọi người. Mình trồng mình ăn nên thành ra là không bao giờ mà phun thuốc hay là gì đâu. Mình chỉ bón phân hữu cơ với lại là tưới nước cho nó thôi. Nhưng mà đặc biệt là rất là sai quả luôn. Mọi người thấy đàn kiến không? Đây. Rất là sai quả nha mọi người. Mọi người thử một lần ăn thử bơ ở Đắk Lắk đi. Bơ ở Đắk Lắk thì rất là ngon. Trái nhiều lắm mọi người, trái chi chít luôn á. Mà cái dòng bơ 035 này nó rất là ngon. Trên thị trường bây giờ cũng hiếm cái dòng bơ này lắm nha mọi người nha. 034 thì mình thấy nhiều nhưng mà dòng bơ 035 nhà em thì đặc biệt á. Đây em cho mọi người xem chiêm ngưỡng trái bơ này nha. Đây nè mọi người, quả bơ này nó rất là dài, nó dài bằng một gang tay luôn mọi người. Mọi người thấy đã không? Đây để em cho mọi người xem nhiều đó. Nhiều quả rất là đẹp. Đây này nè mọi người, trái này cũng đẹp lắm nè. Ở trong này nó thiếu sáng nên nó không có lấy nét được trái bơ nè. Quả này cũng dài, cũng gang tay. Như mọi người thấy thì cái bơ của mình nó sai quả lắm mọi người. Em chỉ đang đứng nè, tới bụng đây thôi đã có quả rồi. Nói chung trái là từ dưới đất lên tới ngọn luôn. Ok, bây giờ thì em sẽ leo lên cây và quay một số trái ở trên cây cho mọi người xem nha. Nó sai lắm. Ok, như vậy là em hiện tại là em đang ở trên cây nha mọi người. Mọi người thấy không? Trái chi chít luôn. Cái bơ này nó có một loại kiến nữa mọi người. Nãy quay cho mọi người thấy con kiến vàng á. Đây 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 có một cái loại kiến này nè. Kiến đen này nè mọi người. Con này nó cắn rất là ghê nha. Mọi người thấy cái quả này nó già mà nó nứt ra luôn nè mọi người nè. Quả rất là to đó. Bơ thì thường thường là mà già là mình hái mình vú mọi người nha. Chứ không để chín cây được. Nhưng quả này gần chín rồi nứt ra và nếu như mà mình để nữa thì ngày mai nó sẽ rụng rồi. Đẹp không mọi người? Như vậy là em hái được một ít trái rồi mọi người. Chỉ là hái một ít về để ăn cơm thôi mọi người. Ăn cơm bơ với nước mắm á. Một món ăn cũng rất là quen thuộc của người dân Tây Nguyên của tụi em. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha. Chúc mọi người có một ngày làm việc và học tập thật là vui vẻ nha. Chúc thật nhiều sức khỏe và bình an đến tất cả mọi người nha. Mọi người đừng quên nhấn nút like và đăng ký để ủng hộ mình nha. Đây mọi người. Thì mình chỉ hái một ít để về ăn cơm thôi mọi người ạ. Còn lại thì là mình hái để tặng hoặc là mình ai cần thì mình sẽ bán, chứ hái nhiều về thì sẽ ăn không hết, ăn không hết thì sẽ bị hư đó mọi người. Bơ nó quá già rồi nè. Ok, bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau nha.